bạn chính là một vị Phật. Khi bạn đang lắng nghe ai đó nói chuyện rồi, bỗng nhiên có một chú chim đậu trên cành hót vang, hay có một chú chó nào đó sủa bên ngoài, hay là âm thanh của một tiếng xe vừa lướt qua. Tất cả những âm thanh đó đang diễn ra cùng một lúc, và đồng thời bạn nghe được tất cả, không sót một âm thanh nào. Trong lúc bạn nghe, bạn cũng nhận biết rõ từng âm thanh đó mà không lẫn vào với nhau. Thì cái đang nghe tất cả mọi âm thanh đang xảy ra đồng thời trong giây phút đang là đó được gọi là tánh nghe. Đằng sau tánh nghe gọi đó là tánh giác hay tâm giác. Thật ra, tánh nghe cũng chính là tánh giác. Tánh giác thông qua lỗ tai thì gọi là tánh nghe, thông qua con mắt thì gọi là tánh thấy, thông qua cái mũi thì gọi là tánh ngửi. Người giác ngộ thật ra rất đơn giản, là người nhận ra và sống được về tánh giác của chính mình. Khi bạn đọc bài này của tôi hay nghe pháp thoại của tôi mà nhận ra được tánh giác ngay nơi chính bạn, thì bạn đã là người giác ngộ rồi đó. Nhưng từ giác ngộ đến giác ngộ hoàn toàn, mà từ chuyên môn gọi là triệt ngộ, thì tùy vào căn tánh mỗi người mà thời gian diễn ra nhanh hay chậm. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn tỉnh giác để sống với tánh giác trong mỗi thời khắc một cách miên mật, tròn đầy. Chỉ đơn giản thế thôi. Tỉnh giác, tỉnh giác và tỉnh giác. Để thực tập được điều này, bạn phải lấy 4 chữ này làm kim chỉ nam trong sự thiền tập của bạn. Đó là trọn vẹn nhận biết. Khi bạn có trọn vẹn nhận biết thì bạn biết rằng bạn đang sống với tánh giác của mình. Và công phu cứ tự tăng dần theo thời gian, cho đến lúc ngay trong lúc ngủ bạn cũng giác luôn, thì bạn đã thành tựu được khá sâu rồi đó. Lúc đó bạn sẽ trải nghiệm thực thể, thực chứng thế nào là vô ngã. Khi bạn giác được trong lúc ngủ thì bạn không còn một chút sợ hãi nào của cái chết nữa cả. Bởi vì bạn nhận ra được bạn chính là cái bất tử, cái vô sinh bất diệt. Khi hình hài bạn hoại diệt thì bạn chính là cái giác đang nhận biết hình hài hoại diệt. Bạn giải thoát hoàn toàn khỏi tử. Nếu bạn đã giải thoát hoàn toàn khỏi tử thì cũng có nghĩa là bạn đã giải thoát hoàn toàn khỏi sinh, khỏi già và khỏi bệnh. Lúc ấy bạn chính là một vị Phật.